Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay là ngày thứ ba gia đình chị ở Vinpearl Đà Nẵng. Theo lịch trình thì sáng nay mọi người sẽ xuống tắm biển. Anh Phong và bé Destin. Sáng nay Destin hơi bị lòng thể bất an. Tối qua ngủ khuya quá nên sáng nay dậy không nổi. Hello mẹ. Trời ơi, mẹ chị là xuống biển là hơi rất là kín đáo luôn. Hello Thiên Thư. Dù là dậy rất là sớm nhưng mà trời vẫn còn khá là nắng các em ơi. Đây là mới là 6 giờ rưỡi sáng thôi các em. Mà biển Đà Nẵng đã sáng trưng vậy rồi đó. Tụi mình đã tắm xong hết rồi. Rất là đã, sóng đã đi qua đầu của mình. Mình uống được mấy ngụm nước các bạn. Còn anh Phong bây giờ đã đổi giới tính rồi. Mình đi tắm biển như mình yêu xin vậy đó. Mình là cái cây phơi đồ vậy đó. Cái gì cũng dắt trong người mình. Tại vì ai kêu không chịu tắm chi. Ai kêu không chịu tắm chi. Biển ở Đà Nẵng rất là sạch nè. Sạch ơi là sạch luôn. Thôi mẹ, cái nón của mẹ lấy đây còn cô bác quá mẹ, cô bác. Bây giờ gia đình của chị sẽ đến hồ bơi tại khách sạn luôn các em ơi. Gia đình của chị đã đến Hội An rồi, nhưng mà trước khi mà chụp hình các kỳ vào đó thì sẽ đi ăn những cái món ăn mà đặc sản ở đây. Thì bây giờ thì mình sẽ ăn bánh đập ở một cái quán mà bắt tài chỉ thôi, chứ gia đình chị cũng không có rành lắm. À đây, mọi người đang đợi để được ăn cái bánh đập đây. Và đây là bác tài rất là dễ thương, nhiệt tình đó. Anh Phong đã từng ăn bánh đập chưa? Ăn rồi, ăn đây luôn. Ăn đây luôn. Trong này thì chỉ có mình là chị Nhung, mẹ và Thiên Thư, Destin là chưa ăn thôi. Còn bác Tài với lại anh Phong đã ăn rồi. Bác Tài là dân ở đây luôn rồi. Nghe anh Phong nói là muốn ăn bánh đập thì mình phải đập một cái. Để ăn cái này, cái nước gì anh? Mắm nêm. Mắm nêm, trời ơi thơm quá. Anh Phong ăn thử. Rồi, rưới lên. Mắm nêm ngon. Mắm nêm ngon, mắm nêm ngon. Món tiếp theo là hến xúc bánh tráng. Không biết sao mà chảy nước miếng. Không biết ngon không? Chảy nước miếng rồi, cảm ơn anh. Đập đó, đập cái nước miếng chị ăn mới ngon. Đúng là người thổ địa cơ. Rồi là bánh đập, giống như mẹ đập nha. Đập nè. Rồi đó. Nêm đó. Thiên Thư, đây là Thư cũng lần đầu tiên ăn thử cái món ở đây đó. Thử coi Thiên Thư cảm nhận thế nào nha. Ngon không? Đấy. Món đặc sản ngon. Ngon quá. Đây. Hến xúc bánh tráng là vậy thôi. Ăn vậy thôi hả? Vừa ăn luôn hết rồi hả? Ừ. Ngon vậy sao? Ngon. Chị Nhung cũng sẽ ăn thử. Đây bánh đập, chị Nhung ăn sao đâu. Rồi lên. Rồi, quốc đi. Ngon hay không là bánh mắm nêm á. Đúng rồi. Cái mắm nêm rất ngon các em ơi. Chị Nhung nghĩ những bạn nào đang ở Hội An Đà Nẵng thì chắc chắn không bỏ qua những món này rồi. Chỉ có chị Nhung và gia đình chị là lần đầu tiên ăn được ở đây thôi. Cái mắm nêm nó cực ngon. Sẵn tiện đây chị Nhung sẽ thử luôn cái món hến xúc bánh tráng. Người ta xào với hành, đậu phộng, ngon lắm. Ăn vô cảm thấy nó cũng sực sực nữa em, nó giòn giòn, rập rập luôn. Thiên Thư hạp không? Hạp hả? Có gì đâu các em, chỉ ở trong là một cái lớp giống như bánh ướt vậy thôi. Xong rồi ở ngoài là bánh tráng. Bánh tráng nướng. Cái mắm nêm nó ngon mà nó ngon, thiệt nó ngon má ơi luôn. Dù gì, hết cũng sống. Hết cũng sống. Thấy không, thấy đang điệu nghệ chưa? Đang lịch sự lắm nha. Vô mắm nêm nữa. Không cần mẹ. Bạn nào mà đi du lịch giống như gia đình của chị thì nhớ ra đây hãy ăn những cái món đặc sản ở đây nha. Đừng bao giờ bỏ qua. Ăn xong thì gia đình chị sẽ đi chụp hình các kiểu ở đây.
Bây giờ là nguyên gia đình đang đi bộ. Đây phố cổ người ta không có cho đi xe hơi vô bên trong. Xu vô cái này dễ thương quá Xu ơi. Đẹp quá em ơi. Anh đẹp quá em ơi, nhưng mà em cầm đi em à, không ai cầm cho em đâu em à. Ở trong đây nhiều chỗ chụp thì các bạn tìm hoài chỗ nào cũng đẹp, không biết chụp chỗ nào luôn. Mai mẹ chị mặc áo dài để đi chụp hình luôn đó các em, rất là hợp. Nãy giờ Dung chưa có cái shot ảnh nào hết. Tại vì lâu quay á, quay cảnh ở đây cho các em xem nè. Những bạn nào mà chưa từng đến Hội An thì cũng có thể coi cái clip này để mà biết được là ở đây có gì nha. Bình thường ở ngoài thành phố thì mình hay ăn kiểu chỉ nè. Còn ở trong đây thì là bánh chiến tơ. Để coi Dung ăn thử cái cảm giác với lại cái vị nó như thế nào. Cái vị nó thơm thơm cái mùi. Mùi này gọi là mùi gì? Mùi quế, đúng rồi. Đúng rồi, mùi quế em ơi. Các em coi đây là một cái vị trí mà chụp hình được rất là nhiều người ưa thích. Mà đến bây giờ thì kể cả Thiên Thư cũng có thể bó tay bỏ cuộc. Tại vì không có thể có cái chỗ nào chen chân vô có thể chụp hình được. Các bạn nào mà có ý định chụp ở Hội An ở mà ở đây thì các bạn nên bỏ cuộc. Chỉ có những người nào mà gọi là chịu đựng được đó thì mới có thể chụp hình ở đây được thôi. Tại em thấy không? Đông như kiến vậy các em. Đông như kiến. Đông có chỗ để chụp hình luôn. Đông như kiến em ơi. Trời ơi, chỗ đâu mà chụp hình nữa. Bỏ định chụp hình thì bây giờ mình sẽ đi ăn tiếp. Bộ nãy giờ khát nước mà công nhận ăn cái này vào nó mát miệng vô cùng luôn. Cá đậu nữa. Rồi đã. Và có hạt sen nữa nè. Cô mà đeo ở đây ăn gì cũng ngon. Còn món gì đặc sản nữa không anh? Em muốn đi ăn nhiều hơn nữa. Hiện tại thì chị Nhung đang ngồi ăn ở sông Hoài. Và ở bên kia là chợ đêm. Wow. Dạ, cho con gửi tiền cô ơi. Của mình 2 bát không? 40. Dạ, 40k thôi các em ơi, một bát vậy là 20k. Rất ngon luôn, y như là đậu hũ xe lăn. Cút thử trước đi Cút. Dạ, đút cho con kìa. Hỏi là, hỏi là. Chụp hình xong xuôi hết rồi thì bây giờ gia đình chị sẽ đi thuyền để mà mình thả đèn lồng á các em. Mà té một phát là xuống biển là ướt luôn cái bộ đồ nha. Tướng đứng chèo thuyền độc quá vậy. Tướng đứng giống nhảy hip hop vậy. Rất là đẹp, nhất là khi mà tất cả cái đèn lồng sau lưng anh Phong này người ta mở sáng lên rồi thì nhìn rất là lung linh nha các em, rất là lung linh luôn. Chị Nhung Thiên Thư chụp hình nãy giờ được nhiều tấm hình đẹp không? Đẹp lắm.
Trời ơi các em ơi, ở dưới đây có cái thuyền nhiều đèn đẹp quá nè. Wow, mát quá luôn. Mẹ bao nhiêu năm rồi mình mới được đi xích lô lại với mẹ? Năm 80 là xích lô là bình thường, sau này bị mất luôn. Từ nhỏ đến lớn giờ chị Nhung mới biết đi xích lô là gì luôn đó các em. Sau khi ra khỏi Hội An bây giờ anh Phong đang ở bến tàu để mình đi tham quan sông Hàn với cầu Rồng nha các em. Cầu Rồng chúng ta đi các em sẽ thấy nó chuyển màu liên tục nha. Ồ đẹp quá. Đang là màu xanh nè. Chuyến đi ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Chị Nhung hy vọng là các em sẽ thích video clip này và thông qua video clip này các em cũng trải nghiệm được nhiều thứ ở Đà Nẵng cũng như là Hội An. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau. Chị Nhung love you. Đây là gì? Ăn mà tôi yêu thích. Order vô tận phòng luôn nha các em. Nếu như mà các em ở Vinpearl thì cứ việc nhắc máy lên và gọi thì người ta sẽ phục vụ tận phòng cho mình tất cả các món ăn trong menu. Ở đây thì ở đây chúng ta có pasta nha. Ở đây là hai phần cá hồi sốt teriyaki. Ở đây là steak, hai phần sốt nấm. Ở đây là một phần sốt tiêu. Dễ thương quá.